Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn trả lời chưa đủ điều kiện xem xét thành lập hội đồng quản trị mới tại Đại học Hoa Sen, sáng nay, nhóm cổ đông nắm giữ hơn 30% cổ phần tiếp tục có buổi hội nghị với sự tham gia của đông đảo báo đài. Trong đó, nội dung chủ yếu xoay quanh các nghi vấn về sai phạm của ban giám hiệu đương nhiệm. Không chọn hình thức họp báo, nhưng buổi hội nghị của nhóm cổ đông chiếm giữ hơn 30% cổ phần của Đại học Hoa Sen thu hút không dưới 30 đơn vị báo đài tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung được quan tâm nhất là việc nhóm cổ đông cáo buộc hội đồng quản trị đương nhiệm có dấu hiệu bất thường khi chuyển 119 tỷ đồng tiền học phí thu được từ năm 2010 đến năm 2013 vào các khoản học phí thu trước hoặc nợ phải trả thay vì doanh thu. Bà Nguyễn Thị Hòa, đại diện công ty giáo dục 360 độ, đơn vị đang nắm giữ 11% cổ phần tại Đại học Hoa Sen cho rằng đây là hành vi che giấu thu nhập. Bà đặc biệt phản đối trước việc hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất được dùng số tiền này để mua lại cổ phần của cổ đông. Còn cái nguồn ngân sách rất là lớn để đầu tư, thì việc gì chúng ta phải đưa ra một cái kế hoạch và để dùng 119 tỷ để mua lại cổ phần của các cổ đông, trong cái tiền đó là tiền của trường, thì không ai có quyền để dùng cái số tiền đó để tự động đề xuất để mua lại cổ phần của các cổ đông hết. Có mặt tại buổi hội nghị, mỗi phóng viên còn được phát một bản kê khai chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của các cá nhân đang làm việc tại trường Đại học Hoa Sen. Trong đó, khoản lương của bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng nhà trường được ghi là hơn 1,8 tỷ đồng một năm. Mặc dù trước đó bà Bùi Trân Phượng khẳng định con số này là không có căn cứ, nhưng theo ông Phan Hữu Tấn Đức, người được bầu giữ chức trưởng ban kiểm soát tại hội nghị cổ đông bất thường hôm 2 tháng 8 cho biết, đây là số liệu đã được kiểm chứng. Mà theo thông tin mà tôi được có trong tay đó, thì cái lương của chị Phượng hiện nay đó là lương bộ trưởng cộng với lương hội đồng quản trị đó là một tháng là 110 triệu, nhân cho 12 tháng, chưa kể là các chị thấy là vừa rồi các chị biết rằng là cổ tức cũng như năm 2013-2022 chị đóng cho mình 2%, 3% gì đó, thì các chị thấy rằng là cái phần cổ tức rồi phần thưởng cho hội đồng quản trị và thưởng cho nhân viên, thành ra rằng cái thu nhập trong năm 2013 của chị Phượng đó thì tôi được có số liệu là trên 1.8 tỷ, và nói rằng tròn số là 1.8 tỷ, đó là cái thu nhập và chịu thuế của chị Phượng trong năm 2013. Thành ra rằng là với cái mức lương như thế thì chắc là các anh chị tự hiểu rằng là lợi nhuận của chị Phượng là cái gì rồi. Một số ý kiến ngay tại buổi hội nghị cho rằng việc thu nhập cao hay thấp không phản ánh trường Đại học Hoa Sen đang theo mô hình lợi nhuận hay phi lợi nhuận, nhưng nhóm cổ đông cho rằng cần phải công khai minh bạch với khoản thu nhập trên. Trước đó, trong một bức thư được bà Bùi Trân Phượng gửi đến cổ đông của trường Đại học Hoa Sen, số tiền 119 tỷ đồng không phải là trường hợp che giấu doanh thu, mà là ghi hạch toán sai chỗ trong báo cáo tài chính hàng năm. Bà cho biết sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã truy nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp cho cơ quan thuế từ tháng 5 năm 2014. Cũng theo bà Phượng, mức thu nhập của bà hiện nay là khoảng 80 triệu đồng một tháng, tức là trên 960 triệu đồng một năm, chứ không phải là 1,8 tỷ đồng như cáo buộc. Những sóng gió tại trường Đại học Hoa Sen trong thời gian qua đang là điểm nóng thu hút sự chú ý khi vấn đề lợi nhuận chi phối những hoạt động trong môi trường giáo dục. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Hòa, đại diện công ty giáo dục 360 độ, đơn vị được gọi là cổ đông cá mập tại Đại học Hoa Sen về vấn đề này. Ngày 13 tháng 8 vừa rồi thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã có một cái công văn chính thức là không công nhận cái hội đồng quản trị mới trong cái cuộc họp đại hội cổ đông bất thường vừa rồi. Thì như vậy bà có thể cho biết là cái mục đích của cái hội nghị ngày hôm nay là gì không? Thật ra cái công văn của Sở Giáo dục ngày 13 tháng 8 không phải là không công nhận, mà về vấn đề là cần bổ sung một số cái vấn đề về sổ cổ phần, một số cổ phần mà bên phía ông Trần Văn Tạo và bà Bùi Trân Phượng có gửi tới các cơ quan ban ngành khiếu kiện về vấn đề về sổ cổ phần. Thì thật ra cái vấn đề này đó là vấn đề mà sở và các ban ngành đang vào cuộc để làm việc, để điều chỉnh, để coi rõ các vấn đề đó như thế nào, chứ không phải là không công nhận. Còn cái buổi riêng về cái hội nghị hôm nay thì tôi thấy là cái hình thức tổ chức nó cũng tương tự giống như một cái buổi họp báo với sự tham gia rất là đông của các cái báo đài, thì có phải là cái mục đích của mình là tranh thủ một cái sự ủng hộ từ phía dư luận hay không? Không, cái hội nghị hôm nay của chúng tôi thì thật ra nhằm muốn là để cho các cổ đông, chúng tôi thì một số người cũng không có dịp để gặp gỡ hội đồng quản trị để lắng nghe, thì muốn chia sẻ cái thông tin để xem cái việc là định hướng của Hoa Sen sau này và tương lai như thế nào, và cũng cần phải chia sẻ một vấn đề là các vấn đề hiện tại trong Hoa Sen á, là nó đang có những vấn đề về cái lỗi trong cái quản trị thì nó mới dẫn tới những cái sai phạm hiện tại. Chính vì thế chúng ta phải khắc phục nó như thế nào là điều chúng tôi là các cổ đông đang mong muốn hội đồng quản trị mới và ban kiểm soát mới thực thi cái việc đó như thế nào trong tương lai. Dạ vâng, được biết thì cái
ban giám hiệu cũ, đứng đầu là bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng nhà trường, thì cũng chỉ còn đương nhiệm khoảng 2 năm nữa. Thì có thông tin được biết là nhóm đại diện 30% cổ phần đang điều đình với bà Phượng để bà Phượng tiếp tục điều hành trong vòng 2 năm tới, thì cái vấn đề này thực chất có hay không? Cái này thì hoàn toàn không có, tại vì cái việc nhiệm kỳ của bà Bùi Trân Phượng tới 2016 thì cái việc đó vẫn đang tiến trình. Còn chúng tôi ở đây, chúng tôi đang cần làm rõ các vấn đề sai phạm. Còn cái việc mà có điều đình hay không điều đình thì việc này hoàn toàn không có. Chúng tôi chỉ làm rõ tất cả mọi thứ cần phải được minh bạch rõ ràng. Thì bây giờ cái nhiệm vụ là khi sau khi hội đồng quản trị mới được ủy ban công nhận thì cái vai trò nhiệm vụ của hội đồng quản trị mới sẽ tiếp tục cái việc đó, chứ còn cổ đông chúng tôi không tham gia vào. Cái vấn đề là bà Bùi Trân Phượng có tiếp tục nhiệm kỳ hay không tiếp tục nhiệm kỳ, hay có vấn đề là thương thảo đó, điều đó hoàn toàn không có. Nhưng nói gì thì nói, thì theo tôi nghĩ thì con tàu Đại học Hoa Sen với sự dẫn dắt của hiệu trưởng Bùi Trân Phượng đã đạt được những cái thành công nhất định trong những cái năm gần đây. Thì việc thay đổi mà như nhóm cổ đông đang đưa ra thì có gây lên một cái tâm trạng rúng động, một cái sự bất mãn nào đó trong giới sinh viên, đặc biệt là cái đội ngũ những cái giảng viên, nhân viên đã gắn bó với trường hay không? Với tư cách là cổ đông thì tôi nghĩ là tôi rất là trân trọng những cái đóng góp của bà Bùi Trân Phượng cho cái thời gian vừa qua cho Hoa Sen. Điều này thì tất cả các cổ đông chúng tôi đều ghi nhận và luôn trân trọng. Nhưng mọi vấn đề nó cũng phải cần phải minh bạch rõ ràng, có công và có tội nó phải rõ. Chứ còn không thể vì nói là có công rồi những cái vấn đề sai phạm được tự che đậy như thế và không làm rõ các vấn đề đó ra thì tôi nghĩ nó không được, nó không thỏa đáng. Còn vấn đề ảnh hưởng tới sinh viên, giảng viên, nhân viên thì tôi nghĩ cái việc này chúng tôi hoàn toàn là các vấn đề, đây là vấn đề nội bộ của cái ban lãnh đạo ở cấp cao chứ không phải liên quan gì tới giảng viên, sinh viên, nhân viên. Cho nên chúng tôi là không có chủ trương lôi kéo giảng viên, sinh viên, nhân viên vào cuộc vấn đề này, và hãy để mọi người cứ bình yên để làm việc và đóng góp cho Hoa Sen. Thì tôi cũng mong muốn rằng cái vấn đề này được giải quyết trong vấn đề nội bộ của với nhau, chứ không thể đem lôi kéo giảng viên, sinh viên, nhân viên vào cuộc. Tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng gì tới sinh viên, vì sinh viên cũng vẫn đang trường, vẫn đang hoạt động, tất cả mọi thứ vẫn đều hoạt động bình thường. Câu hỏi cuối cùng cho cá nhân bà, thì với cái mục đích là xây dựng một ngôi trường đại học phi lợi nhuận, nhóm của bà Bùi Trân Phượng đang được cái sự ủng hộ rất là lớn của dư luận, thì cá nhân bà lại được coi như là người dẫn đầu của cái phe đối lập, thì bà có ngại là những cái thông tin này nó sẽ gây những cái dư luận không tốt về mình hay không ạ? Thì tôi nghĩ ở đây chúng tôi không quan tâm là bất lợi, tại vì tôi nghĩ cái vì chính nghĩa nó không phải thôi, vì trường Hoa Sen hiện tại từ trước tới giờ đang là trường hoạt động như thế nào thì không phải là hoạt động phi lợi nhuận. Thì từ năm 2007 tới 2014, Hoa Sen lúc đầu vốn có 15 tỷ, bữa nay vốn lên là 91 tỷ. Thì tôi nghĩ là cái con số đó nó cũng đủ để minh chứng rằng cái việc Hoa Sen có phải là trường phi lợi nhuận hay không. Dạ vâng, xin cảm ơn bà.